mừng anh chị đến với mô đun thực hành cơ bản. Ở mô đun này, học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn nắm vững nguyên lý hoạt động của thiết bị, bao gồm nội thất và ngoại thất xe, nguyên lý vận hành, nguyên tắc an toàn, kỹ năng điều khiển, kỹ năng quan sát, kỹ năng xử lý tình huống. Tất cả sẽ được giáo viên giỏi chuyên môn, thân thiện với học viên hướng dẫn tận tâm. Đây là học phần nền tảng giúp anh chị nắm vững và thao tác thuần thục các thiết bị trên xe. Học lái xe DLX, thương hiệu đào tạo lái xe chất lượng cao. Nhấn theo dõi để cập nhật thông tin về khóa học và bài giảng. Chúc anh chị ôn thi tốt và lái xe an toàn.